Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê em ông. Cả hai đang thả lưới dưới biển vì hai ông là ngư phụ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phụ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đổi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, nói đến lòng bác ái, nói đến sống cho người nghèo và sống cho những người bệnh tật cơ nhỡ, thì người ta thường hay nhắc đến vị thánh của lòng bác ái, đó chính là mẹ Teresa Calcutta. Mẹ nói về mẹ Teresa Calcutta thì có nhiều cái sự kiện, nhiều cái chuyện mẹ chia sẻ về niềm vui trong lúc làm việc yêu thương bác ái giúp cho người nghèo. Và mẹ cũng kể về câu chuyện 1 triệu đô la. Mà câu chuyện mà mẹ kể ở đây là một hôm mẹ Teresa Calcutta đang chăm sóc cho một người già bệnh bị bỏ rơi ở lề đường. Thì khi mẹ đang chăm sóc thì có một đại gia đến nhìn thấy, và ông ta nói với mẹ Teresa: nếu mướn ông ta 1 triệu đô la để làm cái công việc mà mẹ Teresa đang làm đây, ông ta không làm. Mẹ Teresa nhìn lên ông ta và cũng nói: nếu mà cho tôi 10 triệu đô la kêu tôi đừng làm cái chuyện này, tôi cũng không làm. Nghĩa là nếu mà có 10 triệu đô la kêu mẹ Teresa đừng chăm sóc những cái người bệnh tật này thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận lấy 10 triệu đô la mà chọn chăm sóc người đang bị bệnh này. Đúng, mẹ của lòng bác ái, của yêu thương, của sự quan tâm chăm sóc. Hỏi mình mới đặt tới đây, mình đặt một cái câu hỏi là tại sao mẹ Teresa Calcutta làm được điều đó? Mẹ cũng là một con người bình thường như bao người, mà sao một người đại gia giàu có đó không làm được việc như mẹ làm? Mà mẹ cũng không chọn cái công việc của một cái người đại gia đó, mà chọn một cái công việc của một cái người phục vụ cho những người bệnh tật, nghèo đói, bỏ rơi. Thưa, có 2 điểm chính. Thứ nhất là mẹ Maria, mẹ Teresa Calcutta không quan tâm đến mẹ. Mẹ không sống ích kỷ cho con người của mẹ, mà mẹ sống cho người khác. Hay nói đúng hơn là mẹ dám hy sinh bản thân mình, dám hy sinh những gì mà mình có và cả bản thân để cho người nghèo. Và cái thứ hai là mẹ nhìn thấy được Đức Kitô thôi thúc, tình yêu của Đức Kitô thôi thúc mẹ, và mẹ nhìn thấy Đức Kitô trong những con người mẹ đang giúp đây. Vậy thì hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta phảng phất, hay có thể nó cũng giống như hình ảnh của vị tông đồ Andrê mà chúng ta mừng kính hôm nay. Qua bài tin mừng, chúng ta thấy Thánh Andrê đầu tiên đang chạy lưới, hai anh em là Phêrô và Giacôbê.
xin lỗi, Phêrô và Andrê chính thánh nhân đang chài lưới thì Chúa Giêsu đi ngang mà kêu hãy theo ta, thì các ông liền bỏ chài lưới mà đi theo. Vậy thì hành động của thánh Andrê cho chúng ta thấy có hai điểm để mình xác nhận rằng thánh Andrê chấp nhận bỏ đi những cái quý nhất, hay bỏ đi những cái mà có thể nói cái cuộc sống mưu sinh giúp cho ngài sống hàng ngày, để mà chấp nhận đi theo Đức Kitô, trở thành một người ngư phủ chài lưới người. Đó là thánh nhân trong bài tin mừng nói lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy bỏ chài lưới, mà chài lưới là một cái công việc mưu sinh hàng ngày. Kiểu như thánh nhân chấp nhận bỏ đi cái mà mình đang có, bỏ đi cái sự sống mà giúp cho thánh nhân phải có để mà sống hàng ngày. Bỏ, thánh nhân không màng đến chính mình nữa, không màng đến chính cuộc sống của mình, nhưng làm một cái công việc mà chính Đức Kitô đã kêu thánh nhân đi, là trở thành một người chài lưới người. Và thứ hai là thánh nhân trong bài tin mừng nói hai từ lập tức, nghĩa là thánh nhân quyết đoán, thánh nhân mạnh mẽ và sẵn sàng đi theo Đức Kitô ngay tức khắc, chứ thánh nhân không nói đợi hay là đến một cái lúc nào. Hình ảnh việc Chúa Giêsu gọi Andrê đi theo ngài làm cho mình nhớ lại một cái hình ảnh tương phản, cũng về một cái ơn gọi của người thanh niên giàu có. Người thanh niên giàu có sau khi gặp Chúa Giêsu, ngài nói với người thanh niên hãy về bán lấy tài sản mà đi theo ta. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều tài sản. Khác với thánh Andrê bỏ chài lưới lập tức đi theo, thánh Andrê không sống cho mình mà sống cho người khác, để làm cái công việc một ngư phủ chài lưới người. Và thứ hai, chúng ta nhìn thấy trong cái hành động của thánh Andrê, hành động giúp cho người khác và hành động làm cho người khác được trở nên hạnh phúc, giống như mẹ Teresa Calcutta hàng ngày vẫn đi tìm những người bị bỏ rơi, hàng ngày vẫn chăm sóc cho những người bệnh tật không ai lo lắng, tìm hạnh phúc bình an cho người khác. Đó là công việc của bác ái yêu thương. Thánh Andrê trong Kinh Thánh nói về nhiều đoạn, nhưng chúng ta thấy sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu, đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, thánh Andrê khi đã nhận ra được Đấng Mêsia, nhận ra được Đấng Cứu Thế, thánh Andrê không giữ riêng cho ngài, mà ngài lập tức chạy về giới thiệu cho Phêrô biết một Đấng Cứu Thế mà ngài đã gặp. Thì giống như hình ảnh của Đức Mẹ vậy, sau khi được sứ thần truyền tin mang thai Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ không giữ riêng mà đi đến bà Elizabeth để đem Đấng Cứu Thế đến cho bà Elizabeth và giúp bà. Thì thánh Andrê ở đây sau khi biết được Đấng Cứu Thế đã chạy đến giới thiệu cho Phêrô biết Đấng Cứu Thế như mình. Và thứ hai, thánh Andrê cũng là người giới thiệu cho Chúa Giêsu về một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Sau khi dân chúng nghe giảng đường xa đói, thánh Andrê là người giới thiệu cho Chúa, để rồi từ lời giới thiệu đó mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nhiều ngàn người ăn. Và thứ ba là thánh Andrê đã dẫn những người Hy Lạp dân ngoại đến với Chúa Giêsu và gặp như lòng họ ao ước. Vậy thì qua hình ảnh của thánh Andrê và ngày lễ kính thánh nhân hôm nay, cho chúng ta hai cái bài học. Bài học đầu tiên là biết chấp nhận hy sinh. Khi con biết hy sinh thì con mới dám sống cho người khác. Còn cho dù có nhiều tiền của, cho dù có quyền cao chức trọng, mà con người vẫn sống ích kỷ thì họ vẫn sống cho họ thôi. Không ai không có cái gì cho người khác, và cũng không ai giàu đến mức mà không cần nhận từ người khác một điều gì. Cũng mong chỉ điều quan trọng là đừng sống ích kỷ cho bản thân, dám chấp nhận cho đi, dám chấp nhận hy sinh,
thì con mới dám chấp nhận sống cho người khác được. Và thứ hai là phải có những hành động cụ thể bác ái, yêu thương. Thế thì hình ảnh của Thánh Andre hôm nay xin cho chúng con biết bước theo dấu chân của Thánh Nhân, đó là sống bác ái, sống yêu thương và dám sống cho mọi người. Amen.